Xin chào và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của hướng dẫn tải game. Ở clip này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải và cài đặt cái tựa game có tên là Havocado, cũng như là cái cách để có thể chơi được online cái tựa game này với bạn bè nhé. Trong game Havocado thì game thủ có thể xả stress một cách dễ dàng qua những màn đánh đấm, bắn súng, lái xe tăng hay chiến nhau với quái vật khổng lồ. Có rất nhiều loại vũ khí hay xe cộ để bạn có thể lựa chọn rất nhiều màn chơi nữa, đảm bảo vô cùng thú vị khi chơi với bạn bè. Game thủ có thể chọn một trong 4 class chính là Aqua, Army, Aero và Alchemy để hóa thân trong Havocado. Mỗi class sẽ sở hữu những món vũ khí đặc biệt riêng, vô cùng lợi hại trên chiến trường. Các khu vực chiến trường trong Havocado đều vô cùng hỗn loạn, có rất đông người cũng như là hàng hóa đồ đạc xe cộ để bị phá hủy. Bạn có thể đi khắp nơi phá phách bắn súng, sao cho vui là được. Thậm chí game thủ cũng có thể tạo ra rất nhiều bản sao của chính mình để thực hiện nhiều pha hành động tàn phá hơn. Ngoài ra, ngẫu nhiên game thủ có thể tìm kiếm được những món đồ quý hiếm để nâng cao độ tàn phá hay là độ thích thú trong trải nghiệm của game. Thoạt nhìn qua, các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy game này có cách chơi khá là giống cả tựa game Gambit. Tuy nhiên, nó có cả chế độ chơi giống hệt tựa game Human Fall Flat. Dự đây là một tựa game rất là thú vị để các bạn có thể giải trí. Và ở phiên bản mình hướng dẫn các bạn tải ngay sau đây đã được mình cập nhật đầy đủ tất cả các DLC mới nhất tính cho đến thời điểm hiện tại. Nếu các bạn có điều kiện thì các bạn hãy mua game để ủng hộ nhà phát hành. Còn không thì hãy tải bản miễn phí mình hướng dẫn ngay sau đây nhé. Và trước khi tải, các bạn phải tuân thủ cho mình những điều sau. 1. Chỉ tải game trên website link tải game.com hoặc là tải nhanh vn.com. 2. Tuyệt đối tuân thủ mục support nằm trên cùng góc bên phải trong web. 3. Là các bạn phải tắt tất cả các chương trình diệt virus trước khi tải và cài game. 4. Phải xem kỹ video và làm đúng theo các bước hướng dẫn. Nếu không hiểu, hãy tua lại để xem. 5. Xem video hướng dẫn cài game mới ngay trong bài viết của game hoặc là ấn đăng ký kênh. 6. Hãy like fanpage và tham gia group hướng dẫn tải game link ở phần mô tả video để được hỗ trợ khi cài game bị lỗi. 7. Tất cả link bài viết và thông tin quan trọng mình đều để ở phần mô tả video. 8. Cũng là cuối cùng là các bạn phải đảm bảo được cho mình là các bạn đủ cấu hình để có thể chơi game. Và cấu hình game yêu cầu các bạn sẽ phải sử dụng Win 7, Win 8, Win 10 trở lên và là bản 64 bit. Chip các bạn sẽ phải sử dụng cái chip có tên là Intel Core i3 hoặc là AMD A6 trở lên. RAM các bạn sẽ phải có tối thiểu là 4GB RAM. Cả màn hình các bạn sẽ phải sử dụng cái card có tên là Nvidia 8800GT trở lên hoặc là AMD 5670 trở lên hoặc là Intel HD 3000 trở lên nhé. Bộ nhớ máy các bạn sẽ phải có tối thiểu là 2GB bộ nhớ máy. Và khi các bạn đã đáp ứng được cái cấu hình để chơi game rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu tải game. Và để tải game, các bạn sẽ vào cho mình cái bài viết có tên là Havocado ở một trong hai website có tên là tải nhanh vn.com hoặc là link tải game.com nhé. Thì link cả hai bài viết này mình sẽ để ở phần mô tả video cho các bạn dễ vào ha. Và bạn nào mà chưa like fanpage của mình, các bạn nhớ like fanpage có tên là hướng dẫn tải game nhé. Đấy, các bạn like fanpage cho mình để sau này nếu mà game nó có update thì mình sẽ thông báo trên fanpage cho các bạn biết được nhé. Ok, rồi thì sau khi các bạn vào bài viết này thì các bạn sẽ kéo xuống dưới bài viết nhé, kéo xuống dưới đấy. Ở cả hai website các bạn đều làm tương tự như nhau nhé, các bạn đều kéo xuống dưới cho mình. Ok đấy, thì các bạn mà có điều kiện thì các bạn hãy mua game nhé. Đấy, các bạn có điều kiện thì các bạn hãy mua game, còn không thì các bạn có thể tải cái bản miễn phí của mình bằng cách là kéo xuống bên dưới nữa nhé. Đấy, các bạn kéo xuống bên dưới nữa thì các bạn sẽ thấy một cái mục có tên là mục tải game. Trong cái mục tải game đấy, các bạn sẽ tải cho mình tất cả những cái file ở bước 1 về nhé. Mình nhắc lại là các bạn sẽ tải cho mình tất cả những cái file ở bước 1 về. Ok, thế đây, mình đã tải về sẵn này. Đấy, khi các bạn tải về, các bạn sẽ được một cái file có tên là link tải game.com Havocado đây. Đấy, bây giờ các bạn sẽ kích chuột phải vào cái file vừa tải về. Ở bảng hiện lên, các bạn sẽ chọn cho mình là Extract Here để cho nó giải nén ra nhá. Đấy, sau khi nó giải nén ra, các bạn sẽ được một cái file, một cái folder có tên là Havocado đây. Đấy, ở đây mình đã giải nén ra sẵn rồi để tiết kiệm thời gian nhá. Ok, rồi bây giờ các bạn sẽ mở cho mình cái folder có tên là Havocado này lên. Mở lên nhá. Đấy, sau đó các bạn lại mở tiếp cho mình cái folder Havocado đây. Đấy, mở lên. Rồi, ra đây các bạn sẽ kích chuột phải vào cái file có tên là Havocado đây. Đấy, các bạn kích chuột phải vào file này nhá. Ở bảng hiện lên, các bạn chọn cho mình cái chữ có tên là Browser đây. Đấy, tiếp theo, ở bảng hiện ra, các bạn ấn sang cái tab có tên là Compile đây. Đấy, tiếp theo, các bạn sẽ tích V vào cái Run Admin ở đây cho mình nhé. Tích V vào Run Admin. Đấy, sau đó ấn Apply. Đấy, sau đó ấn OK. Đấy, và bây giờ, các bạn muốn chơi được online, các bạn sẽ bắt buộc phải mở cái phần mềm Steam lên cho mình nhé. Đây, phần mềm Steam đây. Thì bạn nào mà không biết về cái phần mềm Steam này, các bạn có thể tham khảo cái link ở phần mô tả video nhé. Nó bao gồm một chuỗi video hướng dẫn các bạn cách để có thể tải và cài đặt Steam, cũng như là cách để có thể tạo tài khoản Steam
Nói chung là tất tật mọi thứ liên quan đến cái phần mềm Steam này nhá. Ok, các bạn tham khảo cái link ở phần mô tả video cho mình ha. Ok, thì sau khi mình tải về, mình đăng nhập vào thì mình sẽ được cái giao diện như thế này nhá. Các bạn mà đăng nhập vào, các bạn mà không được cái giao diện như thế này thì các bạn sẽ chỉ chuột lên chữ library nhá, ấn vào chữ game. Đấy. Tới đây, các bạn sẽ ấn sang cái mục đây này. Đấy, cái mục view đây này. Đấy, ấn vào đây thì các bạn sẽ được cái giao diện như thế này nhá. Ok. Rồi, tới đây các bạn sẽ ấn vào chữ F game ở góc dưới cùng bên trái. Đây, ấn vào chữ F game. Ở bảng hiện lên, các bạn sẽ chọn cho mình là F Unknown Steam Game nhá. Đấy, ấn vào F Unknown Steam Game. Rồi, tại bảng này, các bạn lại ấn vào chữ Browse nhá, lại ấn vào chữ Browse. Và bây giờ, các bạn cài game vào đâu thì các bạn tìm đến đấy cho mình nhá. Mình cài vào folder này, đây. Havocado đây. Đấy, mình mở lên nhá. Đấy. Mở tiếp lên. Havocado đây. Đấy, mở lên. Đấy. Tới đây, mình sẽ chọn cái file có tên là Havocado đây. Đấy, chọn cái file này nhá. Đấy, chọn open. Đấy. Tiếp theo là ấn F Select Program. Đấy. Lúc này game nó đã được thêm vào Steam đây này. Đấy. Và bây giờ các bạn sẽ ấn vào chữ Play để vào game nhá. Đấy, ấn vào chữ Play. Ok. Sau khi ấn vào chữ Play thì nó sẽ hiện ra bảng này. Tại bảng này, các bạn sẽ chọn cho mình cái chất lượng độ phân giải nhá. Đấy. Cái này là tùy thuộc vào màn hình máy tính các bạn nhé. Ở đây màn hình của mình là 1920 nhưng mà 1080. Thành ra là mình sẽ để là 1920 nhưng mà 1080. Tuy nhiên ý, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi hai người trên mạng online. Thành ra là mình sẽ để ở chế độ cửa sổ. Đấy. Tích vào đây, Windows ở chỗ này để chọn chế độ cửa sổ nhé. Và mình sẽ chọn độ phân giải là 1600 x 900 thôi nhé. Tiếp theo các bạn sẽ được lựa chọn cái độ phân giải của game nhé. Đây là tùy các bạn nhé. Các bạn mà cấu hình thấp các bạn chọn Very Low cho mình, hoặc là Low hoặc là Medium nhé. Các bạn chọn cái mức nào mà khi các bạn vào game chơi nó không bị giật lag là được nhé. Ở đây máy mình mạnh thành ra là mình sẽ để Ultra nhé. Rồi, chọn xong mình sẽ ấn Play. Đấy, lúc này chúng ta sẽ vào game nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ chờ nó một tí ha. Đấy. Ok. Đây, ở đây các bạn có thể lựa chọn một trong hai cái này nhé. Lựa chọn một trong hai cái này. Ở đây mình sẽ chọn cái ở giữa đi, cái mới này. Đấy, có tên hiệu. Đấy. Sau đó thì ở đây các bạn sẽ có thể invite bạn bè vào nhé. Hoặc là các bạn có thể join random. Nếu mà các bạn với các bạn bè các bạn ấy mà không kết bạn với nhau ấy, ví dụ mình và bạn bè của mình mà không kết bạn với nhau thì mình tạo phòng xong mình sẽ ấn vào join random để có thể vào phòng ngẫu nhiên. Tuy nhiên ấy, nếu mà vào như thế này thì nó rất khó tìm được phòng của nhau. Thành ra các bạn sẽ ấn vào chữ invite friend cho mình. Đấy. Lúc này các bạn sẽ thấy đây này, đấy, bạn bè của mình đây này. Nó có tên là Play Game 2 đây này. Đấy. Mình sẽ invite vào nhá. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái máy tính thứ hai đây này. Đấy, các bạn sẽ xem đây này. Đấy. Đây là cái máy tính thứ hai của mình nhá. Và đây mình sẽ ấn vào này, đấy. Trên màn hình máy tính của bạn mình thì mình sẽ shift tab nhé. Đấy. Các bạn đang được xem màn hình máy tính của bạn mình đấy. Đấy, sau đó thì ấn vào chữ play game. Đây, play game đây. Đấy. Bây giờ bạn bè của mình sẽ vào phòng của mình nhá. Các bạn thấy không? Ok chưa? Đấy, play game 1 và play game 2 đây. Đấy. Như vậy là đã chứng minh được là chơi được online các bạn nhá. Và bây giờ mình sẽ vào game ha. Đấy, ấn vào chữ play. Cái game này thì các bạn có thể invite được rất là nhiều người nữa. Nó cũng không đòi hỏi các bạn phải kết bạn với nhau đâu. Thế nên các bạn cứ invite vào thôi. Đấy. Mình di chuyển nhân vật này, đi thẳng lên này. Đấy, đi sang trái này. Đấy, sang phải này. Đấy, ok chưa? Tương tác với game rất là tốt nhá, nhảy nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ di chuyển cái nhân vật của bạn mình. Đây, đi gần màn hình này. Sang trái này, đấy, sang phải này. Đấy, ấn cách để nhảy này. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nút này đi. Đấy, đi vào nút này nhá. Ok. Rồi, chúng ta sẽ đi giải đố thôi. Đấy, các bạn ấn vào nút này thì nó mở được cái cửa này này. Đấy. Đấy, mình đi qua nhá. Ok chưa? Thì bây giờ bạn bè của mình này, đấy, cũng đi qua này. Đấy, đi qua luôn. Mình điều khiển bằng hai tay nó hơi khó. Một tay mình điều khiển hai máy thành ra là hơi khó. Thì nói chung là các bạn cứ làm theo cái video hướng dẫn này mà các bạn cài đặt thành công ấy thì các bạn nhớ để lại bình luận xuống dưới video là mình cài đặt thành công rồi, tớ cài đặt thành công rồi, để cho tất cả những người xem video khác họ có thể yên tâm mà tải mà chơi nhé. Còn nếu các bạn gặp lỗi thì các bạn hãy chụp ảnh lại cái lỗi đấy, đăng lên cái nhóm hướng dẫn về game cho mình nhé. Link nhóm đấy thì mình sẽ để ở phần mô tả video ha. Ok. Đấy. Các bạn có thể ấn cái phím K, cái phím L nhé. Đây, phím K, phím L là hai cái phím để điều khiển tay nhé, để các bạn có thể giữ hộp. Đây này. Đấy. Ok. Không giữ được. Ở đây. Lúc nào ta? Ở đây, 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 đây. Phím G các bạn ạ, phím G, phím G. Các bạn kéo cái hộp ra đây, để cái hộp lên cái cục này để cho nó mở cửa. Đấy. Cái tựa game này mình trông nó khá là giống cả tựa game Gambit. Cái hình ảnh thì nó giống Gambit với cả một cái tựa game nào đấy mà mình đã từng chơi rồi. Human thì phải. Human Fall Flat thì phải. Đấy, nó giống cái tựa game đấy nha các bạn nhá.
Rồi, thì các bạn mà gặp lỡ các bạn hãy chụp ảnh đăng lên cái nhóm hướng dẫn để game nhé. Link nhóm đấy mình để ở phần mô tả video rồi đấy. Và khi các bạn tham gia nhóm đấy thì các bạn cũng nên giúp đỡ lại người ta nhé. Các bạn phải giúp đỡ lại người ta thì sau này người ta mới giúp đỡ lại các bạn được nhé. Đấy, chúng ta cố gắng xây dựng một cái cộng đồng hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ nhau cải game thành công 100% ha. Ok. Rồi, nói chung là mình hướng dẫn lên đây là các bạn có thể yên tâm mà tải mà chơi được rồi. Thì các bạn thấy cái video này hữu ích, đừng quên bỏ lại cho mình một like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh, cũng như là like fanpage để có thể ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn tải và cài đặt thành công. Bye bye.